Treatment với retinol, retinoin hay peel nồng độ cao là nguyên nhân trực tiếp gây hư hỏng hàng rào bảo vệ, từ đó suy giảm hệ miễn dịch da và các bệnh lý về da xuất hiện như khô, bong chóc, viêm, bùng phát mụn và tăng sắc tố. Da của chúng ta có cấu tạo gồm 3 tầng thượng bì, trung bì và hạ bì. Thượng bì là lớp trên cùng với hệ thống 3 hàng rào phòng thủ gồm hàng rào sinh học, hàng rào vật lý và hàng rào hóa học. Hàng rào sinh học là hệ thống phòng thủ gồm tập hợp các vi sinh vật có lợi và gây hại. Khi lợi khuẩn khỏe mạnh, chúng bảo vệ da bằng cách ức chế hại khuẩn. Hàng rào vật lý là bức tường phòng thủ vững chắc, bao gồm các tế bào sừng xếp xen kẽ chồng chất lên nhau, gắn kết bởi hydrolipid, giúp ngăn cản các tác động từ bên ngoài xâm nhập vào. Hàng rào hóa học gồm hai yếu tố. Thứ nhất, lớp axit mentol phủ trên bề mặt thượng bì, giúp duy trì ổn định pH tự nhiên của da và cung cấp môi trường sống thuận lợi cho hệ vi sinh. Thứ hai, hydrolipid là yếu tố được tạo thành từ nước và lipid có lợi, đóng vai trò là lớp vữa liên kết các tế bào sừng bền chặt, giúp bảo vệ và duy trì độ ẩm cho da. Như một hiệu ứng domino, khi một lớp hàng rào bị hư tổn thì hai hàng rào còn lại cũng bị tổn thương và không thể bảo vệ da trước những tác động xấu. Bạn cần phải nắm rõ các nguyên tắc phục hồi là: phục hồi da đúng cách là phải phục hồi đồng thời cả ba lớp hàng rào bảo vệ. Phục hồi hàng rào vi sinh bằng cách tăng cường lợi khuẩn và thức ăn nuôi dưỡng chúng. Phục hồi hàng rào vật lý bằng các hoạt chất thúc đẩy, kích thích tăng sinh tế bào sừng khỏe mạnh. Phục hồi hàng rào hóa học phải tăng cường và cân bằng cả hai yếu tố dầu và nước. Phục hồi da hư tổn chỉ với kem dưỡng Kintsugi Peptide và Ceramide, giải pháp nuôi dưỡng sức khỏe làn da từ bên trong. Thứ nhất, củng cố ba lớp màng bảo vệ da, bao gồm hàng rào sinh học với thành phần alpha glucan, hàng rào hóa học với các yếu tố giữ ẩm HA, NNF, Ceramide NB và vitamin F, và hàng rào vật lý với 6 loại peptide. Thứ hai, điều hòa các yếu tố miễn dịch của da nhờ vào 10 loại chất xúc thực vật, chống oxy hóa, hỗ trợ làm dịu da và giảm kích ứng nhanh chóng. Thứ ba, bổ sung thành phần đặc biệt mà cơ thể không thể tự sản sinh là vitamin F, giúp kích thích sản sinh ceramide tự thân và bù đắp kịp thời khi da thiếu hụt. Bạn cần phục hồi làn da hư tổn, chỉ cần một kem dưỡng Kintsugi là đủ.